Hướng nghiệp sai, nhân tài cũng thành đồ bỏ. Ước mơ thuở nhỏ của bạn là gì? Lớn lên, bạn đã học ngành nào? Và hiện tại, bạn đang làm công việc gì? Bạn cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào? Vui vẻ thoải mái hay đau đầu bế tắc vì công việc? Nếu bạn thực sự cảm thấy bế tắc trong công việc, hãy tìm đến Sinh Trắc Vân Tay và ứng dụng Sinh Trắc Vân Tay định hướng nghề nghiệp cho mình. Chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống và tương lai tươi sáng hơn.